Hello các bạn, chào mừng đã quay lại với kênh của tụi tôi. Tôi là A. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc chiến tại Edo cùng với các Exorcist. Thôi không dài dòng nữa, cùng nhau tiếp tục bộ phim này nha. Tập 73, nhóm của tướng quân Theodore cũng đã có mặt tại Edo, nơi những tên Akuma khổng lồ đang tác oai. Maria, thông qua Innocent của mình, nghe được tiếng của Lenali và các Exorcist trong đội tìm kiếm tướng quân Croc. Lo lắng cho sự an toàn của những người đồng đội, Theodore đã ra lệnh cho Kanda và Maria lập tức đến yểm trợ. Trong khi đó, Crowley và ngài Pupman vẫn đang cố hết sức tiếp cận tên quái vật khổng lồ, nhưng mọi việc không hề dễ dàng. Dù có thể tấn công vào cái đầu của tên Akuma, nhưng có vẻ những chiêu thức bình thường không thể nào xuyên thủng được nó. Miranda dù không thể chiến đấu, nhưng mà bà cô vẫn cố hết sức kích hoạt Innocent đảo ngược thời gian để bảo vệ cho Lenali và những thủy thủ trước những đòn càn quét của tên Akuma khổng lồ. Lavi thì vẫn đang cố chiến đấu với Tikimik. Tất cả những đòn tấn công mà anh tung ra trước mắt sứ đồ thứ ba của nhà Noah giống như là một trò chơi của con nít. Nó không hề chạm được vào người của hắn dù là một sợi tóc. Ngược lại, Lavi vừa trúng một đòn từ đối thủ đã bị thương không hề nhẹ. Miranda giờ đây cũng đã đạt đến giới hạn của mình nên là không thể duy trì trạng thái của Innocent được nữa. Chớp lấy cơ hội ngang vàng, Tiki tạm gác lại trận chiến với Lavi mà bay thẳng đến tóm lấy Lenali. Ngay lúc hắn định ra tay tiễn cô nàng Exorcist về nơi chính suối thì lưỡi kiếm của Kanda đã xuất hiện ngăn cản. Phía còn lại, anh Mary cũng thành công dùng những sợi dây đàn của mình giải thoát ba người đồng đội khỏi tay tên Akuma khổng lồ. Kanda lúc này đã lao vào chiến đấu với Tiki. Với tốc độ nhanh nhẹn cùng những đường kiếm dứt khoát, anh đã thành công dồn đối thủ vào chân tường. Khả năng xuyên thấu của sứ đồ thứ ba cũng rất là khó chịu. Suýt tí nữa là lưỡi kiếm của Kanda đã đâm vào đầu của Lenali. Thấy đối thủ là một kẻ không hề dễ đối phó, Tiki đã thả ra vô số bướm ăn thịt người tấn công Kanda. Tuy nhiên, tất cả đã bị tiêu diệt chỉ trong một đòn duy nhất. Lavi cũng vừa hay có mặt viện trợ cho hai người đồng đội. Sứ đồ thứ ba của nhà Noah tính cân luôn cả hai Exorcist, nhưng mà vừa hay lúc ấy ngài bá tước ngàn năm đã gọi hắn quay về, nên là hắn ta đành phải tạm rút lui. Tên Akuma to xác tính tấn công Kanda và Lavi, nhưng mà anh Murray đã kịp thời dùng dây đàn khống chế nó. Mặc dù là những sợi dây nhỏ bé, nhưng đối với đám quái vật này thì đây là một thứ khắc chế chúng. Kanda không chần chừ mà lập tức kích hoạt thanh kiếm Mugen chẻ đôi đầu tên Akuma khổng lồ trong một đòn. Thấy thuộc hạ của mình bị tiêu diệt, bá tước ngàn năm lần này đã thật sự tức giận. Ông ta đã sử dụng sức mạnh của mình tạo ra một quả cầu màu đen xóa sổ toàn bộ Edo. Tập 74. Uy lực từ chiêu thức này của bá tước ngàn năm đã quét tan mọi thứ trên đường đi của quả cầu. Tình hình của các Exorcist tại Edo không khác gì đang phải đối mặt với một cơn bão khủng khiếp. Lavi dù đã cố hết sức để nắm lấy Lenali, nhưng cuối cùng cả hai cũng bị dư chấn từ vụ nổ cuốn phăng đi. Sau vụ chấn động, toàn bộ Edo đã bị san phẳng. Rất may là những Exorcist vẫn còn sống. Anh Marie nghe thấy nhịp tim rất yếu của những người bên nhóm tướng quân Rock thì vô cùng lo lắng. Tướng chừng Lenali đã phải hy sinh trong vụ nổ vừa rồi, thì một lần nữa Innocent của cô ấy đã tự kích hoạt bảo vệ chủ nhân. Điều kỳ lạ này đã lọt vào tầm mắt của bá tước ngàn năm và gia tộc Noah. Rất có thể đây chính là Innocent trái tim, thứ mà chúng đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chính vì lý do đó mà bá tước ngàn năm lần này quyết tâm phải phá hủy bằng được nó. Tên Akuma khổng lồ nghe lệnh bất ngờ giáng một đòn tấn công uy lực nhắm vào Lenali. Amari vừa phát hiện âm mưu của bọn chúng thì liền thông báo cho Lavi và Kanda chặn đòn. Sau lớp khối bụi đó, ý đồ cắn lén của tên Tiki đã bị Kanda nắm rõ. Cả hai tiếp tục lao vào choảng nhau y xèo, không má nào chịu thua má nào. Cùng lúc đó, sứ đồ thứ 8 của nhà Noah là Skin Bullock đã tấn công về phía Lavi. Với thân hình khổng lồ cùng sức mạnh vượt bậc thì ngay cả cây búa trà bá của cậu cũng như là một món đồ chơi đối với hắn mà thôi. Không thể làm gì hơn, tính mạng của Lavi giờ đây nằm gọn trong bàn tay của gã khổng lồ. Ngay lúc hắn sắp bóp nát đầu của anh chàng Exorcist thì Marie đã kịp thời giăng những chiếc dây đàn của mình tiếp viện. Cũng nhờ vào khả năng của Miranda mà Crowley và ngài Pupman tạm thời vẫn giữ được mạng sống. Nếu không thể kết thúc sớm trận chiến thì con số thương vong sẽ không thể lường trước được. Theodore cũng đã xuất hiện bảo vệ Innocent của Lenali sau khi trông thấy tên Akuma khổng lồ đang nhắm đến cô ấy. Khả năng của ngài tướng quân đã tạo ra một hình nhân màu trắng không hề thua kém tên Akuma về kích thước. Ngay cả sức mạnh cũng nhỉnh hơn vài lần. Bá tước ngàn năm nhưng lúc ai cũng bận chiến đấu liền bất ngờ tiếp cận đến Innocent của Lenali nhằm phá hủy nó. Kanda cố lao đến ngăn chặn nhưng Tiki đã không để điều đó xảy ra. Tưởng chừng bá tước ngàn năm sẽ đạt được kế hoạch của mình thì từ đâu một bàn tay Innocent dạng ký sinh xuất hiện ngăn cản. Người này không ai khác mà chính là Alan trong hình dạng vua hề. Tập 75. Thấy Alan lúc nào cũng xuất hiện phá vỡ đi kế hoạch quan trọng của mình, bá tước ngàn năm không do dự mà rút ra một thanh kiếm xông vào trận chiến.
Mặc dù có trong mình một sức mạnh mới nhưng Allen vẫn rất khó mà chiến đấu với ông ta. Với ý chí muốn bảo vệ đồng đội và cứu rỗi cho những linh hồn đau khổ bị biến thành Akuma, thanh niên tóc trắng đã dốc hết sức mình thành công đẩy lùi được bá tước ngàn năm. Nhận ra tên nhóc trước mắt hơi khó nuốt, lão liền quay sang tung đòn về hướng Lenali. Allen không chút sợ hãi mà lao mình đến ngăn chặn. Rất may cả hai vẫn giữ được mạng sau chiêu thức vừa rồi của lão bá tước. Sau khi lớp khói bụi tan đi, đám người của gia tộc Noah và cả bá tước ngàn năm cũng đã biến mất không còn một chút tung tích. Lenali thì đã ngất xỉu do di chứng của Innocent. Nhóm của Theodore và Allen cùng những người khác đã tụ họp lại với nhau. Tướng quân nghi ngờ rằng cả Innocent của Lenali và vua hề đều có thể là Innocent trái tim. Chính vì thế, ngài đã yêu cầu nhóm tìm kiếm tướng quân Rock tạm thời rút khỏi khu vực này. Theodore nhận định giờ không phải là lúc thích hợp để giáp lá cà với bá tước ngàn năm và gia tộc Noah, vì số lượng Exorcist đã thiệt hại rất nhiều sau trận chiến ở Barcelona. Lavi biết rõ sự lo lắng của tướng quân dành cho mọi người, nhưng anh xin phép được tiếp tục chiến đấu tiến thẳng về phía trước. Nếu giờ rút lui thì nỗ lực của những người đã hy sinh sẽ trở thành vô nghĩa. Thấy được sự quyết tâm của các Exorcist, tướng quân Theodore đã không ngăn cản nữa. Ông chỉ cảnh báo rằng con đường phía trước sẽ vô cùng nguy hiểm nên là mọi người phải hết sức cẩn thận. Lenali đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thấy Allen vẫn bình an ở bên cạnh, cô nàng đã không cầm được nước mắt mà nói chào mừng cậu đã trở về. Giây phút cảm động chưa đến được bao lâu thì bất ngờ một cánh cổng Noah xuất hiện bên dưới mặt đất. Allen chưa kịp phản ứng thì nó đã lôi Lenali vào bên trong. Tập 76. Thấy đồng đội bị kéo vào không gian bên trong cánh cổng, tất cả những Exorcist đang có mặt tại đó vô cùng hốt hoảng. Không kịp nghĩ nhiều, Allen đã lao theo cô ấy vào bên trong. Tướng quân Theodore chưa kịp ngăn cản mọi người thì tiếp đó Lavi, Rowley và Kanda cũng lần lượt lao vào trong cánh cổng trước khi nó đóng lại. Khi đó, trên bầu trời tại Edo, một thứ hình hộp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Chỉ duy nhất có ngài Bookman là biết rõ thứ này chính là con tàu Noah. Phía bên trong các Exorcist bị hút vào còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Golem của bá tước ngàn năm đã nói rằng nơi họ đang đứng chính là không gian bên trong của con tàu Noah. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng nữa thôi, con tàu sẽ xuyên qua các chiều không gian kéo theo đó là cái chết của những người mắc kẹt bên trong. Tất cả mọi thứ ở đây sẽ bắt đầu sụp đổ và không hề có lối thoát. Trong khi đó, bá tước ngàn năm cũng đã cử đến một nhóm Akuma khổng lồ tiến về phía tướng quân Theodore khiến tình thế vô cùng nguy hiểm. Biết bản thân khó thoát khỏi trận chiến, một Innocent trong người của tướng quân đã có phản ứng và bay đi mất. Đám Akuma khổng lồ cũng đã tiến đến. Anne-Marie không còn cách nào khác ngoài việc kích hoạt những chiếc dây đàn gầm chân chúng bảo vệ những người không có khả năng chiến đấu. Tướng quân cũng không ngồi im mà lập tức kích hoạt Innocent tạo ra những con rối hùng mạnh chiến đấu với đám Akuma. Miranda lúc này đã kiệt sức nhưng vẫn kích hoạt trạng thái đảo ngược để bảo vệ những người đang ở bên trong con tàu Noah. Tikimik của nhà Noah cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt nhóm của Allen. Hắn nói rằng con tàu Noah này vốn dĩ không hề tồn tại cửa ra. Giờ để có thể thoát ra khỏi nơi này thì cần phải phụ thuộc vào cánh cửa không gian của Camelot. Thứ hắn đang cầm trên tay chính là chìa khóa của cánh cửa. Nếu trước khi con tàu này sụp đổ hoàn toàn mà nhóm của Allen có thể đến được căn phòng điều khiển ở nơi cao nhất thì họ sẽ thắng và giữ được mạng. Nói rồi, Tiki ném lại chìa khóa cho Kanda rồi quay lưng rời đi. Mặc dù tất cả mọi người đều nghi ngờ thực hư của chuyện này nhưng mà giờ họ không còn sự lựa chọn. Con tàu đang dần sụp đổ nên là mọi người đành phải tìm đường đến chỗ phòng điều khiển. Một lúc sau, cả nhóm đã đi đến được một không gian kỳ lạ. Tại đây, thứ chờ đợi bọn họ chính là Skin Bullet, sứ đồ thứ 8 của nhà Noah. Do thời gian giờ không còn nhiều nữa nên Kanda đã chọn ở lại chiến đấu với hắn, còn những người khác sẽ tiếp tục lên đường đến phòng điều khiển. Tập 77. Nghe Kanda nói vậy, Allen đã không đồng ý mà muốn bản thân cậu cũng sẽ ở lại để quyết đấu cùng anh. Tất cả mọi người cũng không đồng ý rời đi mà cả bọn sẽ cùng ở lại chiến đấu. Thấy việc dùng lời nói không được, Kanda liền rút kiếm dọa chém luôn cả đồng đội. Đến nước này, Allen và mọi người đành phải tiếp tục di chuyển mặc dù bản thân không hề muốn bỏ lại bất kỳ ai. Trước khi rời đi, Lenali đã dặn anh hãy cẩn thận và nhất định phải tìm mọi người khi trận chiến kết thúc. Khi tại đây, chỉ còn lại một mình Kanda, King Polik không muốn đợi thêm liền bộc phát sức mạnh Noah tạo ra một bộ giáp kim loại bao quanh cơ thể khổng lồ rồi liên tục trong đòn. Kanda liền dùng hai thanh kiếm Mugen dễ dàng hóa giải chúng. Mặc dù xét về sức mạnh thì có thể Kanda không bằng King Polik, nhưng khi nói về tốc độ thì sứ đồ thứ 8 của nhà Noah không hề có cửa. Chỉ với một nhát chém nhanh như chớp, Kanda đã thành công cắt bay vài cái gai trên người gã khổng lồ. Tại phòng điều khiển của con tàu Noah, Camelot và Tikimik đang rất nóng lòng chờ đợi nhóm của Allen. Hai thành viên của nhà Noah đã tự ý làm trái lệnh của ngài bá tước ngàn năm để chơi đùa với các Exorcist. Quay lại với trận chiến, Kanda và King Bullock đang tung hết khả năng của mình nhằm hạ gục đối thủ.
Điều kỳ lạ là mỗi lần anh chàng Exorcist chém vào người của tên Noah thì Innocent trong thanh kiếm lại xuất hiện một dòng điện. Trận chiến đã đến lúc cao trào. Skin liên tục xả những dòng điện cao thế của mình nhắm vào Kanda, nhưng đã bị thanh kiếm Mugen chém đi hết. Biết tên Exorcist trước mắt khó lòng mà nuốt trôi nên là sứ đồ thứ 8 của nhà Noah đã tung ra tuyệt kỹ của mình. Những bánh xe sấm sét được triệu hồi tạo ra những tia sét liên tục giáng xuống trong một khu vực rộng lớn. Tập 78, sở hữu cho mình một tốc độ nhanh nhẹn, Kanda đã dễ dàng né tránh các đợt tấn công như vũ bão của gã khổng lồ. Không những thế, anh còn tung đòn cực nhanh thành công chém một vết sâu trên người Kin. Ngoài sức mạnh và khả năng chịu hồi điện thì tên này còn có khả năng hồi phục vô cùng nhanh. Chỉ chưa đầy vài giây mà vết thương của hắn đã lành lại hoàn toàn. Dù phải đối đầu với một kẻ khó nhằn như vậy nhưng Kanda không hề nản chí. Anh liên tục tận dụng ưu thế của mình là tốc độ để phản công khiến sứ đồ thứ 8 của nhà Noah bị thương không hề nhẹ. Nhận thấy không gian bên trong con tàu Noah đang dần sụp đổ, Kanda quyết định tung hết sức mạnh của thanh kiếm Mugen. Nhưng đổi lại nguồn sức mạnh ấy thì chủ nhân sẽ trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Kỹ năng Sangen Kisiki được tung ra khiến sức mạnh của thanh Mugen được nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Mặc kệ dòng điện hàng triệu vôn trên người Kin có thể khiến cho cánh tay của mình bị thương khi tấn công, Kanda vẫn quyết lao đến kết thúc trận chiến. Cứ thế liên tiếp rất nhiều nhát chém chuẩn xác tung ra khiến tốc độ hồi phục của gã khổng lồ không thể theo kịp. Hắn đã bị thương nghiêm trọng và bắt đầu suy giảm khả năng chiến đấu một cách đáng kể. Tuy Kanda đã giành được thế chủ động trong trận chiến, nhưng cánh tay của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dòng điện của Polik. Chưa kể, sinh mạng đang bị thanh kiếm hút dần để đổi lấy sức mạnh. Nhận thấy đối thủ đã dần kiệt sức, Kin không chần chừ mà tung đòn hiểm khiến cho những sợi xích sấm sét mọc ra từ người đối thủ. Nó được tạo ra từ năng lượng bên trong của Kanda nên là không thể nào cắt đứt được. Thế trận đã một lần nữa đảo chiều nghiêng về phía nhà Noah. Anh chàng Exorcist đang phải chịu những dòng điện cực mạnh truyền thẳng vào người và những cú quật mạnh khiến cho anh bay vào những tảng đá. Mặc dù liên tiếp bị bán hành nhưng Kanda vẫn không thể chết. Vì một người nào đó mà anh ta đã buộc bản thân phải trở nên bất tử. Dấu ấn Phật giáo trên người Kanda đột nhiên phát sáng khiến sức mạnh trong người tăng lên vượt trội. Khi đó, thanh kiếm Mugen đã đâm thẳng tới xuyên qua người khiến Bolik chém bay một nửa cơ thể của hắn ta. Tập 79. Sau khi tung đòn kết liễu khiến Bolik của nhà Noah, Kanda cũng đã bị thương nghiêm trọng. Cơ thể anh ta đã không kịp chữa lành do thanh kiếm Mugen đã hút quá nhiều sinh lực. Khi ấy, những hình ảnh về lời hứa sẽ cùng rời khỏi đây bất chợt hiện lên. Dù rất cố gắng tiến đến căn phòng tiếp theo với đồng đội nhưng mà có vẻ sức lực của anh đã không cho phép. Lúc này, mắt của sứ đồ thứ 8 bắt đầu chảy ra một dòng nước màu đen. Những ký ức khi xưa tràn về. Khi ấy, Kin chỉ là một con người bình thường sống tại New Orleans, Mỹ. Anh đã đến gặp cha xứ để hỏi về tình trạng sức khỏe của mình. Do là một nông dân nghèo nên là Kin không hề có tiền để mời bác sĩ. Chính vì vậy, anh mới đến tìm cha xứ tìm kiếm sự giúp đỡ. Cha xứ nhìn vào những vết thương xuất hiện trên đầu Kin thì không khỏi ngạc nhiên vì đó chính là những dấu thánh. Sau khi được điều trị ở nhà thờ, tình trạng sức khỏe của anh ta ngày càng tồi tệ. Khi đó, Camelot và Bá Tước Ngàn Năm đã xuất hiện thông báo cho Kin biết rằng anh ta chính là một Noah do Chúa lựa chọn. Sứ đồ thứ 8 chính là người mang cho mình cơn giận dữ của Noah. Quay lại hiện tại, cơn giận dữ của Noah đã một lần nữa thức tỉnh Kin Bullock sống lại tấn công về hướng Kanda. Mặc dù bản thân đã rất yếu nhưng mà để sống sót Kanda đành phải một lần nữa đánh đổi sinh mạng của mình thành sức mạnh để chặn đòn. Đến cuối cùng, thanh kiếm Mugen cũng đạt đến giới hạn và vỡ ra thành trăm mảnh. Kin tưởng rằng đối thủ đã bị tiêu diệt nên là không khỏi vui mừng. Nhưng chưa cười được bao lâu thì lúc này những mảnh vỡ của thanh kiếm Mugen đã được kết nối lại với nhau thông qua một ánh sáng. Kanda đã gồng hết sức tung ra một nhát chém cuối cùng khiến cơ thể của Kin Bullock tan biến thành tro bụi. Không gian của căn phòng lúc này sụp đổ. Kanda đã không thể giữ được lời hứa của mình với những người đồng đội. Phía bên ngoài, Miranda đã cảm nhận được một Exorcist đã hy sinh bên trong không gian của con tàu Noah. Tập 80. Việc Kin Bullock mất mạng sau trận chiến với Kanda khiến những thành viên khác trong gia tộc Noah vô cùng thương tiếc. Bằng một cách nào đó mà nước mắt của họ cứ chảy ra không thể nào kiểm soát được. Camelot đã đứng ra tổ chức một buổi vĩnh biệt cho sứ đồ thứ 8 của nhà Noah. Kin chính là kẻ mang biệt danh cơn giận dữ của nhà Noah. Khác với sự liên kết của anh em sinh đôi Zadavi, khoái lạc của Tikimik, màu sắc của Lulupel hay giấc mơ của Camelot. Cơn giận dữ của Kin chính là toàn bộ ký ức trong 7.000 năm của nhà Noah. Chính vì vậy, họ sẽ báo thù cho đồng bọn bằng cách nhắm vào nhóm của Alan. Và người sẽ hành động trong lần này chính là anh em nhà Zadavi. Zadavi là tên gọi chung của hai thằng Zadaro và David đó nha mấy bạn. Trên đường tiến đến phòng điều khiển của con tàu Noah, hai anh em Zadavi đã chặn đường thả ra những vỏ chai rượu lăn về hướng nhóm Alan.
Chúng thông báo rằng bên trong một chai có cài một quả bom hẹn giờ. Nếu muốn bước tiếp thì họ phải tìm ra nó trước khi quả bom phát nổ. May Exorcist lúc này ngơ người không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có Alan là biết rõ vì những chai rượu này là của tướng quân Rocky trước thường sai thằng nhỏ đi mua thiếu đây mà. Sau khi phát hiện ra quả bom bên trong chiếc vỏ chai rượu đắt tiền nhất, Alan đã ném nó đi để là việc đập một búa bay thẳng về phía hai tên của nhà Noah. Tiếp đó, hai thằng Zadevi lại bày trò làm khó nhóm của Alan. Nào là chơi bài poker rồi chơi roulette. Nhưng mà mấy cái trò này thì sao mà qua được thanh niên tóc trắng kia chứ? Thùng phát rảnh hay gian lận thì Alan số 2 không ai dám giành số 1. Tiếp đó cả nhóm đã đến được thư viện. Alan đoán rằng có thể chỗ này vẫn là không gian trên con tàu Noah nhưng chưa được tải xuống nên vẫn còn nguyên vẹn. Bất ngờ hai thằng Zadavi lại xuất hiện. Lý do chúng nhắm vào Alan là vì hai đứa này được cử đi tiêu diệt tướng quân Rock mà mãi không bắt được ông ấy. Thế là giờ tụi nó cay quá nên mới nhắm vào thằng đệ tử của tướng quân Rock đây mà. Tập 81. Vừa gặp mặt, Zadaro và David đã liên tục xả đạn về hướng Alan. Những viên đạn có thể đóng băng mọi thứ khiến tình thế vô cùng căng thẳng. Thanh niên tóc trắng cũng đã dễ dàng né tránh tất cả vì giờ cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều. Alan cũng biết rằng mỗi một Noah mang trong mình một sức mạnh khác nhau, nhưng cậu vẫn chưa thể biết được sức mạnh của hai đứa này là gì. Không chỉ có đạn băng mà Zadavi còn bắn ra được một quả cầu lửa về hướng đối thủ. Không để hai đứa nhà Noah ăn hiếp đồng đội của mình, Lavi và Crowley đã xông đến đánh quả cầu bay ngược lại về hướng của bọn chúng. Điều bất ngờ chính là Zadavi có thể bắn ra một loại đạn nào đó khiến quả cầu lửa biến mất trong tích tắc. Golem của ba tước ngàn năm là Lero trong hình dạng cây dù cho rằng năng lực của Zadavi không phải nằm ở khẩu súng đồ chơi, mà chính là những viên đạn được bắn ra với những mục đích khác nhau. Lero thấy hai tên này làm trái lời của người sáng tạo nên đã nhắc nhở vì dù gì, mục tiêu mà chúng được phân công không phải là nhóm của Alan mà chính là tướng quân. Nào ngờ vừa nhắc nhẹ cái thôi là cây dù bị tụi nó bắn suýt đắp chiếu luôn. Lý do là trong quá trình lần theo tung tích của Rock, Zadaro và David phải gánh những khoản khổng lồ do ông để lại. Tướng quân đã sớm biết có người của gia tộc Noah bám theo mình nên đã ghi sẵn tờ giấy dụ chúng đến địa điểm tiếp theo. Kết quả là vừa đến nơi thì đã bị chủ tiệm nắm đầu lôi vô rửa chén. Lý do là Rock đã ghi lại một tờ giấy nói rằng có hai đứa giống như hình vẽ sẽ xuất hiện trả nợ thay cho ổng. Bảo sao hai thằng kia nó giận tím người. Alan nghe đến khoản nợ của ông thầy thì muốn suy sụp luôn. Dù gì, cậu cũng từng bị bóc lột giả mang kia mà. Thôi, giỡn bấy nhiêu đó đã đủ. Thanh niên tóc trắng liền xông đến tấn công Zadavi. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến chính là hai tên nhà Noah đã sớm đặt bẫy. Thứ mà Alan vừa đánh trúng chỉ là hai con búp bê thế thân mà thôi. Trên mắt của tất cả mọi người đã dính một thứ gọi là kính lừa đảo. Từ giờ trở đi, không ai có thể nhìn thấy được hai anh em nhà Zadavi được nữa. Chưa kể chiếc chìa khóa mà Tiki đưa cho Alan khi trước cũng đã biến mất. Giờ họ phải tìm ra chìa khóa thật đang nằm lẫn trong hàng ngàn cái chìa khóa giả đang nằm đầy dưới mặt đất. Tập 82. Hiện tại tình thế đang rất là cấp bách vì chiếc chìa khóa duy nhất để ra khỏi con tàu Noah đã bị hai anh em nhà Zadavi lấy trộm mất. Chưa kể tầm nhìn của các Exorcist đã bị che bởi kính lừa đảo khiến họ hoàn toàn không biết đối thủ đang ở đâu. Cho dù có trà mạnh cỡ nào thì nó vẫn không thể mất đi. Thực tế thì mắt của mọi người đã bị ảo giác. Chiếc chìa khóa vẫn chỉ có một và hiện đang nằm trên sàn. Nhưng vừa tìm chìa khóa trong một đống ảo giác như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Trước kể họ còn phải tránh né những đòn tấn công của hai anh em nhà Noah nữa. Riêng chỉ có Alan là khổ nhất vì cậu chính là mục tiêu mà Zadavi nhắm đến. Nếu không có Lavi cứu thoát ra khỏi đạn xanh thẳm thì cuồng cậu đã ngộp thở chết trong cái khối rau câu màu xanh ấy rồi. May mắn là Rowley đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng đang ở quanh đây. Còn Lavi thì có thể nhớ rõ từng chi tiết của chiếc chìa khóa thật. Với con mắt của Puffman đời kế nhiệm thì mấy cái trò trẻ con này đâu có làm khó dễ được cậu ấy. Sau khi vạch ra kế hoạch tác chiến, Rowley và Alan có nhiệm vụ truy vết và tấn công Zadavi dù chỉ dựa vào cảm nhận nhỏ nhất. Lavi thì kích hoạt Innocent, chế độ gió xoáy cuốn các chìa khóa lại rồi dùng con mắt ký ức của Puffman đời tiếp theo tìm ra chiếc chìa khóa thật sự. Trong lúc hai bên giằng co, Lenley đã vô tình bị Zadavi bắt làm con tin. Alan muốn xông đến cứu liền bị ba tướng ngàn năm ngăn cản. Thực ra thì đây chỉ là người sáng tạo giả do Zadaro và David tạo ra mà thôi. Thực chất năng lực của cả hai anh em họ chính là tái hiện. Khi cả hai anh em nhà Noah cùng lúc tập trung tinh thần để tạo ra một thứ gì đó cụ thể thì năng lượng trí não sẽ tái hiện nó thành hiện thực. Mặc dù chỉ là hàng rep 1-1 với ba tước ngàn năm thật, nhưng ngay cả sức mạnh và tốc độ đều rất vượt trội. Đến cả Alan và Lowly cũng không hề dễ dàng vượt qua được nó. Trong lúc cả bọn không biết phải làm thế nào thì là vì đã mang đến hy vọng cho cả nhóm. Puffman đời tiếp theo đã tìm ra được chiếc chìa khóa thật khiến cho những tấm kính lừa đảo của Zadavi biến mất. Tên ba tước ngàn năm hàng Fakir cũng bị cuốn vào cánh cửa đến gian phòng tiếp theo.
Alan và Rolly vừa nhìn thấy hai thằng khứa nhà Noah liền xông tới đấm chúng một cú đầu điếng rồi giải thoát cho Lenali. Chưa vội mừng thì Zadero và David đã thực sự nổi giận. Cả hai đã cầm súng bắn vào nhau triệu hồi hình dạng Noah thực sự của Zadevi. Ngay từ đầu thì cả Zadero và David vốn dĩ chỉ là một Noah mà thôi. Trận chiến thực sự bây giờ mới chính thức là bắt đầu. Tập 83. Vừa sở hữu sức mạnh mới, Zadevi đã khiến cho Alan bị hành hạ một cách vô cùng đau đớn. Cũng may là xung quanh vẫn còn những người đồng đội nên là cậu mới được giải thoát khỏi chiêu thức của đối thủ. Nhưng cả ba Exorcist có liên thủ với nhau để tấn công thì vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lần lượt từng người đã bị Zadevi tấn cho một trận thừa sống thiếu chết. Ngọn lửa được Lavi tạo ra cũng không hề xi nhê gì đối với hắn. Chưa kể tên này còn sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc. Thế thời gian không còn nhiều nữa thì nơi này cũng sẽ sụp đổ. Rowley dù bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn liều mình cầm chân đối thủ. Giờ hy vọng duy nhất để đưa Lenali ra khỏi nơi này đành giao lại cho Alan và Lavi. Anh chàng Macaron do đã bị thương nên anh sẽ liều mạng ở đây cầm chân Zadevi giúp cho mọi người. Alan dù không muốn bỏ lại bất kỳ ai nhưng vẫn cố đưa Lenali bước qua cánh cửa tiếp theo. Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng tất cả đều sẽ thoát ra khỏi nơi này an toàn. Zadevi nghĩ rằng Crowley đã bị hạ gục nên là định đuổi theo nhóm của Alan. Nhưng vừa quay lại thì anh chàng Macaron đã ném một bình máu rỗng đến. Đây chính là bình máu mà Akuma cải tạo cho Mesuke trước khi chết đã để lại. Với thứ này thì dù có bị thương nặng đến đâu thì sức lực của Rowley vẫn sẽ hồi phục. Tuy đã được tăng cường sức mạnh nhờ bình máu của Akuma nhưng hiện tại Rowley vẫn không phải là đối thủ của sứ đồ thứ 10 nhà Noah. Liên tục là những đòn tấn công đầy uy lực giáng đến khiến cho anh chàng Macaron vô cùng đau đớn. Cuối cùng Zadevi đã tạo ra hai hình ngôi sao màu tím nhằm kẹp chết Rowley. Thế nhưng, điều hắn không thể ngờ là anh chàng Macaron đã dễ dàng thoát ra khỏi đó nhờ vào việc nóc cạn thêm một bình máu của Akuma. Sức mạnh thể chất và tinh thần của Rowley giờ đã được cải thiện đáng kể, giúp cho anh có thể chiến đấu tay đôi với sứ đồ thứ 10 của nhà Noah mà không gặp chút khó khăn gì. Zadevi nhận ra anh chàng Macaron vừa nóc cạn thêm một bình máu Akuma mà sức mạnh đã tăng lên đáng kể như vậy. Nếu trong người đối thủ mà còn bình máu nào thì e rằng hắn khó lòng mà có thể giành được chiến thắng. Chính vì thế, trong lúc cả hai chiến đấu, Zadevi đã điều khiển tóc của mình lấy trộm bình máu Akuma cuối cùng ra khỏi người Rowley. Anh cố gắng lao đến để cướp lại bình máu nhưng đã thất bại. Sứ đồ thứ 10 của nhà Noah đã nóc cạn nó trước khi Rowley kịp đòi lại. Không còn thứ để gia tăng sức mạnh, Macaron đã yếu thế hoàn toàn trước Zadevi. Để diệt trừ hậu họa, hắn đã triệu hồi ra một chiếc quan tài đầy gai nhọn giam giữ Rowley vào bên trong, rồi ung dung rời khỏi căn phòng đang dần sụp đổ. Tập 84. Trong tình cảnh thập tử nhất sinh, ý thức của Rowley bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của người con gái mà anh yêu thương nhất. Đó không ai khác mà chính là Aliade. Nhờ những lời nói động viên của cô nàng mà anh nhớ đến những người đồng đội của mình. Có thể nói rằng trong cuộc đời cô độc của Rowley thì ngoài Aliade là người chịu chấp nhận con người thật của anh ra thì những người đồng đội cũng là những người duy nhất chịu làm bạn với một Macaron. Họ không hề chê bai hình dạng quái vật của Rowley mà ngược lại còn rất quý trọng anh. Một người suốt đời chỉ có suy nghĩ bảo vệ cho bản thân như anh chàng Macaron cuối cùng cũng nảy sinh suy nghĩ bảo vệ cho đồng đội. Linh hồn của Aliade đã tặng cho Rowley một nhánh hoa hồng như một món quà khích lệ anh tiếp tục chiến đấu. Quay lại hiện tại, từ những ảo giác về những lời động viên mà Aliade mang lại, Innocent trong người Rowley đã kích hoạt một trạng thái mới. Điều này cho phép nó hoạt động dựa trên dòng máu của anh chàng Macaron mà không cần đến cơ thể đã bị dập nát trong củ quan tài. Zadevi đã bị tấn công bất ngờ khiến cho hắn vô cùng sửng sốt. Lọ máu Akuma mà hắn đã uống lúc nãy đã bị Rowley lấy lại không sót một giọt nào. Hình dạng vô định như Rowley hiện tại thì Zadevi có muốn tấn công cũng không được. Anh chàng Macaron đã liên tục tấn cho hắn một trận như tử. Sứ đồ thứ 10 đã bị đánh đến lú cái đầu. Ngoài ra, cánh tay của hắn còn bị nhiễm dòng máu chứa Innocent bên trong. Nó đối với nhà Noah và đám Akuma không khác gì là một thứ kịch độc. Ấy thế, Zadevi vẫn cố hết sức tung ra đòn cuối cùng để đáp trả anh chàng Macaron. Sau một luồng sáng đến lóa mắt, trận chiến của cả hai cũng đã kết thúc. Zadevi đã bị thương nghiêm trọng khiến bản thể tách ra làm hai như lúc đầu. Ở tình trạng này, Zadero và David đành phải lê lết đến cánh cổng tạm thời dưỡng thương. Rowley cũng đã quay trở lại tân xét của mình sau khi chiếc quan tài mở nắp. Mặc dù rất muốn đến bên cạnh những người đồng đội nhưng mà sức lực hiện tại đã không cho phép. Căn phòng cũng dần đổ sụp xuống cuốn đi tất cả. Miranda phía bên ngoài đã gào khóc nức nở sau khi cảm nhận được dòng thời gian của một người đồng đội đã biến mất khỏi con tàu Noah. Nhóm của Alan hiện tại đã đến được phòng điều khiển của con tàu Noah. Thanh niên tóc trắng vừa bước vào bên trong thì bất ngờ bị nhỏ Camelot lao đến cướp đi nụ hôn đầu đời.
Chứng kiến chuyện điên rồ này khiến mấy đứa còn lại đứng hình mất 5 giây. Ngoài ra, chờ đợi cả nhóm Exorcist còn có sự xuất hiện của Tikimik, sứ đồ thứ 3 của gia tộc Noah. Hắn nói rằng giờ đây những không gian khác của con tàu Noah đều đã sụp đổ, chứ còn nơi này là vẫn còn nguyên vẹn. Nghe điều này khiến Lenali như chết lặng khi nghĩ rằng cả Kanda và Crowley đều đã không kịp. Riêng chỉ có Alan vẫn tin rằng hai đồng đội của cậu ta vẫn còn sống. Thanh niên tóc trắng đã bước đến bàn ăn đối mặt với Tiki mà không một chút sợ hãi. Và 12 tập phim của video của ngày hôm nay tạm khép lại tại đây. Không biết rằng nhóm của Alan sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo để thoát khỏi con tàu Noah, và Kanda cùng với Crowley đã đi đâu sau khi không gian bị sụp đổ. Tất cả sẽ được tiếp tục giải mã trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye nghe.